Máy đẹp mà giá rẻ nhá. Thì em sẽ bán những con máy bây giờ có nhiều bạn. Mà nói chung là em nói bao gồm người Việt Nam mình luôn. Có một số bác thì thoáng thiệt, nhưng một số bác đồ nói chung là không ăn thua. Thật sự. Chỉ vì vài trăm nghìn thôi, nhưng mà nhiều bác có vẻ như kiểu vài trăm nghìn là to lắm. Nên là bây giờ em sẽ làm cho mọi người những cái con máy mà mọi người comment trên kênh em. Nào là anh ơi còn không hay là có máy chưa dọn không, thì đây em nhường cho con KT15. Và đặc biệt nó rất là mới nha. Đặc biệt rất là mới. Đấy. Về là nguyên rin luôn nha. Đấy, về nó như nào là em gửi y vậy luôn cho mọi người coi. Và em hơn được mọi người được một cái nữa ấy, là em bao hơi lửa luôn. Mọi người chuyển tiền vô tài khoản em chỉ cần 100.000 thôi. Em sẽ test mồi nổ cho mọi người. Đó, nói rõ luôn để khỏi mất lòng. Chuyển cho em 100.000 thôi, bên em 1 triệu mốt bao ship tận nhà. Em sẽ mồi nổ. Đó. Là mọi người về cố gắng làm nốt cái công đoạn vô dây ga, vô này, vô nọ lung tung. Đấy. Là 1 triệu mốt bên bao ship tận nhà nha. Dạ, quá hữu nghị luôn, bởi vì người ta đã bao hơi lửa rồi. Và em đã căn lại lửa liếc, em sẽ làm cho đâu vô đó hết để mọi người yên tâm trước khi chốt hàng. Thì nhiều khi em làm những cái con này, này em chỉ lên đến 1 triệu 3 đến 1 triệu 4 thôi, nhưng mà gần như là những bác đó không có tinh thần mua. Để em về em cho mấy bác trải nghiệm xem thử nó lên khoảng bao nhiêu tiền trên một con máy và nó khổ như nào khi mà mình làm một con máy, thì mọi người mới hiểu được tâm lý của những người bán hàng. Thì đó, 1 triệu mốc bên em bao ship luôn. Rồi, 1 triệu luôn. Đấy, chơi vậy luôn. Thấy không? Quá rẻ luôn. 1 triệu luôn. Nhiều bác kêu đổ 1 triệu mốt nó vẫn còn đắt. Triệu luôn, bao ship. Thấy không? Chơi quá dữ luôn. Mà lại còn bao hơi lửa nữa. Chơi vậy luôn. Đấy. Bao hơi lửa nha. Bao hơi lửa là bao như thế nào? Bao mồi nổ. Đó, cỡ vậy luôn. Chứ không phải bao là chỉ bao lửa chỗ đây không đâu. Bao là em bao, đã không bao thì thôi. Bao là bao mồi nổ. Và gửi ý gì dày cho khách hàng. Đấy. Để mọi người hiểu được một con máy. Đây, ống xăng nó vô đây. Thì mà để mọi người hiểu được một con máy khi làm xong xuôi. Những cái này là em phải mua rời ngoài ấy nha. Nhưng mà em vẫn gửi theo. Để mọi người hiểu được một con máy nó lên bao nhiêu tiền. Khi mà mình từ một con máy này mình xuống sang dưới nó lên thêm bao nhiêu tiền nữa. Mà mọi người tiếc chỉ có một khúc thôi, nó chỉ thêm lên khoảng 300 nghìn thôi, 400 nghìn thôi. Đó. Nên là đừng có tính toán gì. Vô một bộ chế xăng này, boe này, dây ga này, cỏ ga này, bình xăng dưới này, mấy món đó nha, 300-400 nghìn không đủ đâu. Đấy, còn phải đi theo một cái phích nhôm nữa. Nên là mọi người, em tin là mọi người là những người mà mua bán là nó thông thái trong cái đầu mình. Để mình đừng có tính toán suy nghĩ quá trong mọi thứ. Thì nếu như mọi người mua nhà này triệu bao ship luôn. Đó, chơi dậy luôn, chơi lớn luôn. Ưng là chơi thôi, đâu quan trọng đâu. Bán rẻ cũng bán, chơi luôn. Bao hơi lửa nha. Em bao hơi lửa là em căn tầm lửa cho khách luôn. Về chỉ việc là đi nổ thôi, không phải lo gì đến lửa luôn. Bởi vì em cái máy này là em gần như là em đụng hàng ngày. Đụng hàng ngày luôn. Và ốc đây là nó bị gãy mất chỗ đây đúng không? Em sẽ đưa đủ tay lái về, mọi người phải tự lấy luôn. Em không có thời gian em ngồi em lấy. Thấy chưa? Đã nói là bao vậy thôi. Chứ còn bao mà còn bắt người ta lấy ốc gãy, bao này bao kia thì thôi em không làm nổi. Thật sự bán con máy nó đâu lời được bao nhiêu đâu. Nên là thành ra đó là tùy vào mọi người. Thấy chưa? Mua bán là thông thái trong cái đầu mình. Cân nhắc xem cái biện pháp nào hay nhất. Còn nếu như mọi người muốn đúng không? Con này bên em đúng 1 triệu tư. Bên em xuống sang dưới cho. Xuống sang dưới là nó như thế nào. Thì đó, mọi người coi kỹ con KT15 đây. Xuống sang dưới là như thế này đây. Đấy. Xuống sang dưới, đẹp luôn. Y con này. Và bao sẽ đẹp hơn con đó. Và máy của cái đời này nó sẽ ngon hơn đời kia. Đời con kia không bằng đời con này. Làm trong nghề mới hiểu. Làm trong nghề sẽ hiểu tại sao con kia không bằng con này. Đó, những cái con màu này này, đồ đạc nó trì hơn, nó vẫn ngon hơn nha. Đây hơi này. Thấy không? Thấy không?
ha. Rồi em nói rõ, em đã nói em bao môi nổ thì mọi người hiểu được là em đã nói là em bao. Và chuông chiếc con này còn vàng ươm luôn. Đấy, đầu bò chắn cỏ này. Em phao phải đủ đồ cho mọi người luôn mà. À, cái chỗ nào rẻ mọi người cũng mua thoải mái thôi. Còn bên em bán giá đó. Và gần như giá đó giá không tưởng rồi. Có 1 triệu bạc bao ship. Mất 100.000 tiền ship là còn có 900 bạc con máy, thấy không? Đó. Thì tùy vào mọi người. Cứ mua bán là thông thái trong cái đầu mình. Và em nhắc nốt. Nếu như mọi người không tự tin dọn thì em dọn là giá 1.4 triệu, thấy không? Em dọn là 1.4 triệu. Còn em không dọn nổ luôn. Một là xuống sang dưới luôn. Bởi vì những cái con này, nếu như mọi người dọn, nếu như mọi người giỏi thì về dọn đi. Đó, thấy chưa? Cứ comment như này như kia làm gì anh ơi, còn con đó không, còn đầy. Chỉ thiếu tiền thôi. Đó, thiệt sự, bên em đâu có thiếu. Máy này bên em còn một đống một rừng kia kìa, còn mấy con kìa, thấy không? Nên là yên tâm. Đấy. Chứ còn nhiều thánh nó comment đủ thôi, nhanh thôi rồi. Anh ơi còn không, còn không, bên em đầy. Tha hồ mà mọi người mua. Đấy. Và em nhắc nốt, thủ tục mua đúng không? Cọc là em mồi nổ. 1 triệu thôi. Mồi nổ bao ship luôn. Đó, chơi vậy luôn. Còn nếu như mà mọi người, đó là giá quá không nghĩ luôn. Còn nếu như mọi người muốn em xuống sang dưới luôn nha, ngon luôn nha, 1.4 triệu. Yên tâm, không bao giờ mọi người mua nhầm đâu. Những con này đời nó ghê lắm. Đời nó sẽ ngon, cực kỳ ngon luôn. Mọi người đừng có nhìn đánh giá bề ngoài. Những con này là cực kỳ ngon luôn. Yên tâm, nói ngon là ngon. Quan trọng là mọi người mua được hay không thôi. Về là em chưa đụng một cái gì luôn nha, chỉ rửa sơ thôi. Là rồi, đăng lên bán. Đó, cảm thấy như nào là chơi như vậy. Thuận mua là vừa bán, không cần nói gì nhiều. Rồi, ok nha.